Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Ezra chương 1. Năm thứ nhất đời Shiru, vua nước Pherosơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã kệ miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Shiru vua Pherosơ tuyên truyền trong khắp nước mình và cũng ra sắc chỉ rằng: Shiru vua Pherosơ nói như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài khá trở lên Jerusalem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền thờ Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự tại Jerusalem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người. Hễ dân Giu-đa còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Bây giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Benjamin, những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng, có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem, bèn trỗi dậy. Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng, cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải súc vật và những vật quý báu, bất kể các của lạc hiến khác. Vua Shiru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar đã đem đi khỏi Jerusalem và để trong đền thờ của thần người. Shiru, vua Pherosơ, truyền Mithredat, người thủ quỹ, lấy các khí dụng ấy ra, đếm và giao cho Shet-ba-sa, quan trưởng của Giu-đa. Này là số của các khí dụng ấy: 30 cái chậu vàng, 1000 cái chậu bạc, 29 con dao, 30 cái chén vàng, 410 cái chén bạc thứ hạng nhì, 1000 cái khí dụng khác. Hết thảy những khí dụng bằng vàng và bạc, số là 5400 cái. Khi những người bị bắt làm phu tù ở Babylon được dẫn về Jerusalem, thì Shet-ba-sa đem lên luôn hết thảy vật ấy. Chương 2. Trong con cháu các dân tỉnh Giu-đa bị Nebuchadnezzar vua Babylon bắt dẫn qua Babylon, nay những người bị đày đó trở lên Jerusalem và xứ Giu-đa, mỗi người về trong thành mình, có Zerubbabel, Yeshua, Nehemi, Seraya, Reelaya, Mạc-đô-chê, Binh-sang, Mít-bạc, Biết-vai, Rehum và Ba-ana dẫn dắt. Vậy, này là sổ dựng những người nam của dân Israel: họ Pharos 2172, họ Sephatia 372, họ Arach 775, họ Phahat Moab, con cháu của Yeshua và Joab 2812, họ Elam 1254, họ Sát Tu 945, họ Sát Cai 760, họ Bani 642, họ Bebai 623, họ Agat 1222, họ Adonikam 666, họ Biết Vai 2056, họ Adin 454, họ Ate về gia quyến Ezechia 98, họ Bethsai 323, họ Yora 112, họ Asum 223, họ Giba 95, họ Bethlehem 123, người Netopha 56, người Anatot 128, người Atmavet 42, người Kiriat Arim, Kephira và Beerot 743,
người Rama và Geba 621, người Mitma 122, người Bê-tên và A-hi 223, họ Nebo 52, họ Mác-bi 156, họ Elam khác 1254, họ Harim 320, họ Lô-đơ, họ Ha-đít và họ Ô-nô 725, người Jericho 345, họ Sena 3630. Những thầy tế lễ, họ Giê-đa-gia thuộc về nhà Giê-xua 973, họ Y-mê 1052, họ Pha-su-rơ 1247, họ Ha-rim 1017. Các người Lê-vi, họ Giê-xua và các Mi-ên, con cháu của Hô-đa-via 74. Những người Ca-hát, họ A-sáp 128. Các con cháu kẻ giữ cửa, con cháu Sa-lum, con cháu A-te, con cháu Tanh-môn, con cháu A-cúp, con cháu Ha-ti-ta, con cháu Sô-bai, cộng hết thảy là 139 người. Kẻ phục dịch trong đền thờ, con cháu Si-ha, con cháu Ha-su-pha, con cháu Ta-ba-ốt, con cháu Kê-rốt, con cháu Si-ha, con cháu Ba-đôn, con cháu Lê-ba-na, con cháu Ha-ga-ba, con cháu A-cúp, con cháu Ha-gáp, con cháu Sam-lai, con cháu Ha-nan, con cháu Ghi-đên, con cháu Ga-cha, con cháu Re-a-ya, con cháu Re-xin, con cháu Nê-cô-đa, con cháu Ga-sam, con cháu U-sa, con cháu Pha-xê-a, con cháu Bê-sai, con cháu A-xê-na, con cháu Mê-u-nim, con cháu Nê-phu-xim, con cháu Bác-búc, con cháu Ha-cu-pha, con cháu Ha-rua, con cháu Ba-lút, con cháu Mê-hi-đa, con cháu Hạc-sa, con cháu Bạc-cô, con cháu Si-xê-ra, con cháu Tha-mát, con cháu Nê-xia, con cháu Ha-ti-pha. Con cháu của các tôi tớ Sa-lô-môn, con cháu Sô-tai, con cháu Sô-phê-rết, con cháu Phê-ru-đa, con cháu Gia-a-la, con cháu Đạt-côn, con cháu Ghi-đên, con cháu Sê-pha-ti-a, con cháu Hát-tinh, con cháu Bô-kê-rết-ha-sê-ba-im, con cháu A-mi. Tổng cộng, những người phục dịch trong đền thờ và các con cháu của những tôi tớ Sa-lô-môn đều là 392 người. Này là những người ở tên Mê-la, tên Hạc-sa, Kê-rúp-a-đan và Y-mê trở lên. Không thế nói rõ gia tộc và phổ hệ mình, đặng chỉ rằng mình thuộc về dòng dõi Israel hay chăng. Con cháu Đê-la-gia, con cháu Tô-bi-gia, con cháu Nê-cô-đa đều 652 người. Trong dòng dõi thầy tế lễ, con cháu Ha-ba-gia, con cháu Ha-cốt, con cháu Bạc-si-lai. Người ấy có cưới một con gái của Bạc-si-lai ở Ga-la-át nên được gọi bằng tên ấy. Các người ấy tìm gia phổ mình nhưng chẳng tìm đặng, nên người ta kể họ là ô uế và họ bị trút khỏi chức tế lễ. Quan tổng đốc cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng nào có thầy tế lễ cậy Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng đếm được 42.360 người, chẳng kể những tôi trai tớ gái, số chúng nó là 7.337. Cũng có 200 người nam nữ ca hát theo cùng họ nữa. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có nhiều trưởng tộc khi đã đến đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem thì dâng những của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời để xây cất nó lại chỗ cũ. Tùy theo sức mình, chúng dâng vào kho của cuộc xây cất đền 61.000 đa riết vàng, 5.000 min bạc và 100 bộ áo thầy tế lễ. Vậy, những thầy tế lễ, người Lê-vi, mấy người dân, người ca hát, kẻ giữ cửa, những người phục dịch trong đền thờ và cả dân Israel
thảy đều ở trong bổn thành mình. Chương 3. Đến tháng 7, khi dân Israel đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như một người ở tại Jerusalem. Bây giờ, Yeshua, con trai của Josadak, và các anh em người là thầy tế lễ, luôn với Sorobaben, con trai Sha-an-thi-en, và các anh em người đều trỗi dậy, xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel, đặng dâng của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Chúng sợ hãi dân của xứ, nên lập lại bàn thờ trên nền cũ nó, và dâng tại đó của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều. Chúng cũng giữ lễ lều tạm, y như đã chép, và dâng những của lễ thiêu ngày này kế ngày kia, theo số đã định cho mỗi ngày. Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va. Từ ngày mùng 1 tháng 7, chúng khởi dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng phân cấp tiền bạc cho thợ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu và dầu cho dân Sidon và dân Tyre, đặng sai họ đem gỗ bá hương từ Liban đến biển Gia-phô, tùy theo chiếu của Shiru, vua Pharoser. Năm thứ hai, tháng 2, sau khi chúng đến đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, Sorobaben, con trai của Sha-an-thi-en và Yeshua, con của Josadak, với các anh em khác của họ là những thầy tế lễ, người Lê-vi, cùng hết thảy những người bị bắt làm phu tù được trở về Jerusalem, đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Chúng đặt người Lê-vi từ 20 tuổi sắp lên đặng cai quản công việc xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bây giờ Yeshua, các con trai người và anh em người, các Mi-en và các con trai người, con cháu Hô-đa-via và con cháu Hê-na-đát là người Lê-vi với con trai và anh em của họ, đều trỗi dậy, đồng hiệp nhau như một, mà quản đốc những người làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Khi các thợ xây nền đền của Đức Giê-hô-va, thì có những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Lê-vi, con cháu A-sáp đều cầm chập chỏa đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va y như các lễ phép của Đa-vít, vua Israel đã lập ra. Chúng ca hát, đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng: đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Israel còn đến đời đời. Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn ngợi khen Đức Giê-hô-va bởi vì người ta xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở, nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc, vì dân sự la lớn tiếng lên và tiếng ấy vẳng vẳng nghe xa. Chương 8. Hỏi anh em: chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông kệ của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên Tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em
được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em. Ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em đã là người thứ nhất, chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng tiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xuôi lòng Tít cũng ân cần với anh em thế ấy. Vì người nghe lời tôi khuyên, và cũng bởi lòng sốt sắng thì người tự ý đi đến thăm anh em. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh, tại những điều người ấy đã làm vì đạo tin lành. Vả lại, người đã được các hội thánh chọn lựa để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhân đức này, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra, và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy, vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng mà đòi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp. Lần này, vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em thì chắc là càng sốt sắng hơn. Ấy vậy, nói về Tít thì là bạn bè tôi và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em. Còn như hai anh em kia là sứ giả của các hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. Vậy, anh em ở trước mặt các hội thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình ra và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. Chương 9. Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ thì không cần viết thêm cho anh em nữa, vì tôi biết anh em sẵn lòng, và tôi khoe mình về anh em với người Macedon, nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em lại đã dục lòng nhiều người khác. Xong, tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng, nếu người Macedon đến với tôi, thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em không kể đến. Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Hãy biết rõ điều đó. Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy, chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ, và vì có lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chương 10. Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì,
nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em. Tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt đối với anh em tỏ ra biết bao là giản dị. Tôi nài xin anh em chớ ép tôi khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự giản dị mà tôi toan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Anh em cứ xem bề ngoài sao? Bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ, hãy ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài. Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi để gây dựng anh em, chứ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn. Song tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thơ từ của tôi. Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh, nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì. Kẻ nói như vậy hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ thế nào, thì khi có mặt, việc làm cũng thế ấy. Thật, chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia là kẻ hay tự phô mình, nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi tới đến anh em. Bởi chân chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em. Vì thật chúng tôi đã đem tin lành của Đấng Christ mà đến nơi anh em trước hết. Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm, nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang, cho đến nỗi chúng tôi sẽ có thể truyền tin lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em. Song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gửi gắm. Thi Thiên 148. Hallelujah! Từ các tầng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả. Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi mặt trời mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi trời của các tầng trời, hỡi nước trên các tầng trời, hãy ngợi khen Ngài. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì Ngài ra lệnh thảy bèn được dựng nên. Ngài lập cho vững các vật ấy đến đời đời vô cùng, cũng đã định mạng sẽ không có ai vi phạm mạng ấy. Hỡi các quái vật của biển và những vực sâu, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất. Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão vâng theo mạng Ngài. Các núi và mọi nõng, cây trái và mọi cây hương nam, thú rừng và các loài súc vật, loài côn trùng và loài chim, những vua thế gian và các dân tộc, công hầu và cả quan xét của thế gian, gã trai trẻ và gái đồng trinh, người già cả cùng con nhỏ. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả. Sự vinh hiển Ngài trỗi cao hơn trái đất và các tầng trời. Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên, là sự ngợi khen của các thánh Ngài, tức của dân Israel, là một dân ở gần bên Ngài. Hallelujah! Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này.
con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.